Tiền đạo Kylian Mbappé đã thiết lập một kỷ lục ấn tượng khi ghi hat-trick vào lưới Gibraltar trong vòng loại Euro 2024 vào ngày 18 tháng 11. Với cú hat-trick này, Mbappé trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử cán mốc 300 bàn ghi được trong sự nghiệp khi mới 24 tuổi, 10 tháng và 29 ngày. So sánh với Lionel Messi, anh đạt được mốc này khi 25 tuổi, 4 tháng và 3 ngày. Trong khi Cristiano Ronaldo đạt thành tích tương tự khi ở tuổi 27, Ronaldo hiện đã có tổng cộng 859 bàn thắng, bao gồm 731 bàn ở cấp câu lạc bộ và 128 bàn ở cấp đội tuyển, trong khi Messi đã ghi 721 bàn ở cấp câu lạc bộ và 106 bàn ở cấp đội tuyển. Những cầu thủ khác cũng đã đạt được các mốc ghi bàn ấn tượng như 800 hoặc thậm chí 850 bàn trong sự nghiệp của họ. Kylian Mbappé, trong cuộc trò chuyện sau trận với kênh truyền hình Telefoot, chia sẻ, việc đạt được cột mốc 300 bàn ghi như vậy và nằm cạnh những cầu thủ vĩ đại như Messi và Ronaldo thật sự là một sự vinh dự. Đây là bước tiến quan trọng đối với tôi, và tôi muốn tiếp tục đóng vai trò quyết định cho cả đội tuyển quốc gia và câu lạc bộ của mình. Mbappé cũng tỏ ra rất hạnh phúc với bàn thắng của mình trong trận đấu khi Pháp đánh bại Gibraltar với tỷ số 14-0 tại sân Riviera Nai trong vòng loại Euro 2024. Trong trận này, Pháp đã thiết lập kỷ lục thắng đậm nhất trong lịch sử của họ. Đây cũng là trận đấu cách biệt nhất từng xảy ra trong vòng loại Euro, phá vỡ kỷ lục trận Đức thắng San Marino 13-0 vào năm 2006. Mbappé cho biết toàn đội Pháp đã đặt mục tiêu phá kỷ lục thắng đậm nhất trong lịch sử bóng đá Pháp và họ đã thi đấu nghiêm túc suốt 90 phút để đạt được điều này. Tiền đạo 24 tuổi cũng tỏ ra tự hào với thành tích tập thể hơn là việc cá nhân ghi 300 bàn. Chúng ta cần tôn vinh chiến thắng của đội tuyển là quan trọng nhất, Mbappé nói thêm. Đã có rất nhiều thế hệ đội tuyển Pháp tài năng, vì vậy việc lập kỷ lục thắng đậm nhất là một điều đặc biệt. Thành tích tập thể luôn có giá trị hơn nhiều so với thành tích cá nhân tốt nhất. Cuối cùng, Mbappé hoàn tất cú hat-trick và đạt mốc 300 bàn với siêu phẩm ở phút 82. Anh đã nhận bóng từ Youssef Fofana và thực hiện cú lốc bóng từ khoảng cách 40m qua đầu thủ môn Gibraltar. Tiền đạo đội trưởng Pháp cũng tiết lộ rằng anh đã quan sát vị trí của thủ môn Gibraltar trong khoảng 20-25 phút trước khi thực hiện cú sút. Tôi đã thấy thủ môn đứng cao hơn so với bình thường và không hiểu tại sao, Mbappé kể lại. Sau đó, tôi đã nghĩ ra cú sút đó và nó đã thành công.